Mình cũng đến với câu nghị luận xã hội cho các em. Câu 2, viết một bài văn nghị luận khoảng 2 trang giấy thi bàn về chủ đề, đừng để những cơ hội vàng trôi qua. Như vậy thì mình cũng sẽ làm cái thao tác đọc đề ha. Đây là câu lệnh nè. Đúng không? Là mình viết bài văn về cái chủ đề này là câu lệnh của đề. Thì cái chủ đề nó sẽ nằm rõ ở trong cái ngữ liệu của đề cho, đó là đừng để cơ hội vàng trôi qua. Vậy thì vấn đề nghị luận là gì ha? Vấn đề nghị luận sẽ là nắm bắt những cơ hội vàng, đúng không? Dạng bài, dạng tư tưởng đạo lý, từ khóa cơ hội vàng. Như vậy mình sẽ ôn tập ha. Dàn ý thân bài, dạng tư tưởng đạo lý. Nó sẽ có 6 phần đúng không? Bước 1 giải thích. Bước 2 nêu biểu hiện. Bước 3 bàn luận, chứng minh. Bước 4 mở rộng. Bước 5 phê phán. Bước 6 liên hệ bản thân. Được ha? Đây là những cái phần mình sẽ ôn tập lại nè. Đó. Trước khi mình vào giải đề này ha. Đây là cái thao tác mà mình tìm các cái ý, mình đọc đề và mình bắt đầu huy động các ý tưởng. Mình có thể làm nhanh mày nháp trước khi mình viết bài. Rồi bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em lập dàn ý cho thân bài của đề này ha. Sẽ làm từng bước. Bước 1 là giải thích. Đúng không? Trong thao tác giải thích thì mình sẽ giải thích những cái từ ngữ quan trọng và chốt cái vấn đề nghị luận. Như vậy thì ở đây mình cần chốt những cái giải thích những từ nào. Đầu tiên là từ cơ hội này. Cơ hội là gì? Là những cái hoàn cảnh, những cái điều kiện thuận lợi để dẫn tới thành công. Rồi cái từ thứ hai mình cần giải thích đó là cơ hội vàng ha. Cơ hội vàng chính là những cái cơ hội quý giá và hiếm hoi trong cuộc đời. Như vậy thì mình cần chốt ý. Câu cuối cùng trong đoạn giải thích bao giờ cũng là cái câu chốt ý, chốt vấn đề nghị luận. Và ở trong trường hợp này mình chốt ý tức là mình cũng đã giải thích ý nghĩa cả câu ha. Câu nói đừng để những cơ hội vàng trôi qua, khuyên chúng ta cần biết nắm bắt cơ hội. Đó, chốt ý, đúng không? Bước 2 nêu biểu hiện, mình sẽ huy động những cái biểu hiện của vấn đề, ví dụ như là hành động, lời nói, suy nghĩ, tính cách, lựa chọn vân vân ha. Và câu hỏi đặt ra ở đây là thế nào là một người nắm bắt cơ hội? Mình có thể nêu ra ngắn gọn, ví dụ như là đó là người biết chủ động trong công việc, luôn sẵn sàng đón đầu, chấp nhận thử thách. Đó là người có kế hoạch cụ thể rõ ràng, có cái nhìn lạc quan vào tương lai, vân vân. Được ha. Bước 3 bàn luận chứng minh, đây là bước trọng tâm của bài và do đó mình cần dồn sức viết nhiều nhất cho phần này. Và trong cái bước này thì mình sẽ nêu lý lẽ và dẫn chứng để làm rõ vấn đề. Và mình nêu ít nhất hai lý lẽ và hai dẫn chứng. Rồi nhắc lại nè, câu đầu tiên trong phần bàn luận chứng minh bao giờ cũng là câu khẳng định vấn đề ha. Đó, chỗ này mình sẽ khẳng định vấn đề. Đó là gì? Việc nắm bắt cơ hội, đặc biệt là những cơ hội vàng thì rất quan trọng. Đó. Sau đó mình sẽ đưa các lý lẽ và dẫn chứng để làm sáng tỏ vấn đề ha. Lý lẽ 1. Việc nắm bắt cơ hội vàng giúp ta phát huy sở trường năng lực để từ đó đi đến thành công. Ha. Dẫn chứng 1 có thể lấy dẫn chứng là Picasso. Picasso tự tạo cơ hội cho mình để trở thành họa sĩ nổi tiếng. Thì chắc các em cũng đã biết câu chuyện này, đó là cái thuở mà chưa chưa nổi tiếng thì Picasso đã đánh cược cuộc đời mình bằng cách là bỏ ra cái số tiền cuối cùng để thuê các cái sinh viên ở mỹ thuật đi khắp các phòng tranh để hỏi về ở đây có tranh Picasso hay không. Và nhờ đó mà tên tuổi Picasso dần được biết đến và sau đó thì ông đã nổi tiếng. Và khi mà ông nổi tiếng như vậy thì cái tài năng của ông đã được công nhận ha, để ông thành công. Như vậy thì đó là một cái dẫn chứng cho thấy rằng là khi mà mình nắm bắt cơ hội và hơn nữa là tạo cơ hội cho mình thì mình sẽ có được cái điều kiện để phát triển tài năng và từ đó thành công. Rồi mình đưa lý lẽ 2. Dẫn chứng lấy màu khác nha. Lý lẽ 2, biết nắm bắt cơ hội vàng ta sẽ vượt qua nghịch cảnh và chuyển bại thành thắng. Ví dụ mình lấy dẫn chứng là Susan Boyle. Bị mọi người từng từng bị mọi người chế giễu về ngoại hình xấu xí nhưng mà ở Susan Boyle đã nắm bắt cơ hội để tham gia cuộc thi Got Talent và từ đó thì cô đã có cơ hội tỏa sáng. Cái giọng hát của cô
đã lay động mọi người, cô đã tỏa sáng trong cuộc thi tìm kiếm tài năng, và từ đó thì cô đã vượt qua được những cái trở ngại của cuộc sống để thành công và tìm được hạnh phúc. Được à? Rồi, ở đây thì có thể đưa thêm lý lẽ ba này. Lý lẽ ba, ở phạm vi quốc gia thì biết nắm bắt cơ hội vàng sẽ tạo ra bước ngoặt lớn và làm nên sự phát triển đi lên của dân tộc. Ví dụ lấy dẫn chứng 3. Trong trường hợp này thì đề xuất dẫn chứng đó là cuộc duy tân minh trị của nước Nhật ha, đó là một cái cơ hội vàng của lịch sử để thoát khỏi nanh vuốt của chủ nghĩa thực dân, và từ đó thì nước Nhật đã có bàn đạp để phát triển như ngày hôm nay. Được ha? Rồi, bước tiếp theo là bước mở rộng. Đó. Thì ở bước này mình sẽ bổ sung một số vấn đề ha. Ở đây thì nêu hai ý. Thứ nhất là đúng là cần nắm bắt các cơ hội vàng, nhưng mà mỗi cơ hội đều có cái giá phải trả, và mình cần tỉnh táo để nhận ra xem là có cái giá ấy có đáng phải trả hay không. Có nghĩa là không phải bất kỳ cơ hội nào mình cũng bằng mọi giá nắm lấy. Ví dụ đầu tư để phát triển công nghiệp là cơ hội để phát triển kinh tế, nhưng cái giá phải trả có khi lại là môi trường, cuộc sống, an sinh xã hội. Vậy bài toán đặt ra là có nên bất chấp tất cả để nắm lấy cơ hội phát triển kinh tế hay không? Đó. Rồi ý thứ hai là để thành công thì mình đừng có thụ động chờ đợi cơ hội đến với mình, mà đôi khi mình còn biết chủ động tạo ra cơ hội. Ha. Rồi phần phê phán biểu hiện tiêu cực thì trong đề này mình sẽ nói về những người yếu đuối bạc nhược ha, không biết nắm bắt cơ hội. Những người bi quan chỉ nhìn thấy thử thách chứ không nhìn thấy cơ hội thì họ sẽ để cơ hội vàng trôi qua và cuộc đời của họ cũng sẽ trở nên vô nghĩa. Rồi liên hệ bản thân, mình nhớ công thức của phần này nha. Công thức của phần này đó là gì? Là nhận thức cộng hành động, suy ra trải nghiệm cá nhân, tức là viết từ những cái trải nghiệm thực tế của bản thân mình. Và thầy gợi cho mình hai cái câu hỏi ha. Thứ nhất là em suy nghĩ thế nào về những cơ hội vàng, và thứ hai là em sẽ làm gì để không bỏ lỡ những cơ hội vàng trong cuộc đời của bản thân mình. Đó. Thì bây giờ mình nhìn lại một lần nữa ha, toàn bộ thao tác thân bài, và mình có thể ghi chú lại những cái ý quan trọng ha. Vậy là đã giải xong phần nghị luận xã hội của đề này.